Xin chào mọi người. Tiếp tục chuỗi video về tip and trick thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy các đường kích thước của đường kính trong môi trường sketch. Thì ở đây thì mình sẽ vẽ ra một vài cái trục ha. Thì đường kính thì các bạn có thể là đo theo kiểu là cho các trường hợp revolve, hoặc là các bạn đo cho đường tròn hoặc là cung tròn. Thì đây chắc là mình sẽ làm cái trục đi ha. Thì đầu tiên mình sẽ ràng buộc này, ghi kích thước. Thì nếu mà các bạn nó ghi kích thước như thế này này, cái kích thước thế này thì các bạn sẽ không biết là cái đường kính là bao nhiêu, mà các bạn phải là lấy đường kính chia đôi, đúng không? Thì ở đây các bạn có một cái ký hiệu, đó là chọn ở đây này, chọn một cái đường này và chọn sang chế độ này, thì các bạn sẽ chọn là đường center line. Khi này các bạn có thể là ghi được đường kích thước luôn, chọn vào đây thì các bạn có thể đo được ngay là đường kính. Giả sử đây mình cho đường kính là 20 này, và mình đo khoảng cách này ha. Khoảng cách này thì mình cho khoảng 25, rồi từ đây đến đây cho cũng khoảng 25 luôn. Và cái trục này thì mình sẽ cho tổng thể là khoảng 100 ha. Ok, thì kích thước này nó sẽ tự động chạy ra. Và bây giờ các bạn có thể đo thêm cái đường kính nữa, đường kính của cái trục này. Thì để mà đo đường kính của cái trục này thì các bạn cũng đo vào đây tương tự đó. Thay vì các bạn phải là lấy kích thước chia đôi ra, thì bây giờ các bạn có thể nhập trực tiếp vào đường kính luôn. Giả sử là nhập 45 này thì ra luôn ha. Đây là một cách ha. Ngoài ra thì mình chỉ thêm các bạn một cách khác nữa. Giả sử trường hợp này thì mình có thể xóa này đi. Bây giờ mình muốn đo đường kính của này, đúng không? Bây giờ mình muốn đo đường kính chỗ này thì các bạn có thể đo bình thường là chọn đo này, và nhớ là chọn cái đường trục trước, cái tâm trước, sau đó các bạn chọn đường bên ngoài đó. Như thế này khi các bạn thả xuống thì đây đang là đo bán kính, nhưng bây giờ muốn đo đường kính thì các bạn có thể là bấm chuột phải và các bạn chọn chỗ này ha, linear diameter đó. Thế các bạn chọn này thì nó cũng ra cái đường kính ha. Này, giả sử mình nhập 45 đó, thì đây là một cái cách nữa ha. Thì vừa rồi là mình đã giới thiệu cho các bạn hai cách để mà lấy kích thước của đường kính trong môi trường sketch ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đo như này ha, đo các đường cung, cái này này. Ở đây thì đường kính thì chắc chắn là đường kính rồi. Thì nếu mà nó là đường tròn như vậy thì là đường kính rồi. Nhưng mà các bạn có thể đổi giữa đường kính và bán kính ha. Đây mình có thể xóa đi này, mình đo lại cho các bạn ha. Các bạn không để ý cho nên là các bạn không rõ ha. Các bạn kích chỗ này này, không thả xuống mà các bạn kích chuột phải, thì nó sẽ có cái chế độ đo này, là vừa đường kính vừa bán kính. Các bạn tùy trường hợp các bạn muốn đặt vào ha. Giả sử đây là bán kính này, hoặc là trường hợp đường kính nữa, thì cũng tương tự thôi. Đây đường kính, đang là mặc định đường kính này, tại vì nó là đường khép kín. Đó, mình xóa đi ha, mình lặp lại. Và mình có thể là trim đi này. Rồi bắt đầu mình dim lại này. Các bạn thấy không, đây thì mặc định sẽ là bán kính. Như vậy chứ, muốn lấy đường kính thì các bạn bấm chuột phải, chọn này. Đó, nó sẽ ra. Thì đây nó sẽ là đường kính. Rồi, vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn các cách để lấy đường kính ha. Hẹn mọi người các video tiếp theo.